Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động Thành Phú nha. Hôm nay thì trời ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần thì bên em cũng sẽ lên nhanh một cái chương trình giới thiệu thêm một số dòng máy bên cửa hàng bên em. Như báo trước thì ngày hôm nay em sẽ lên một số dòng máy đánh bảng luôn nha. Đầu tiên em xin phép một phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Còn khách hàng nào mà đã biết về cái hình thức mua bán rồi thì có thể bỏ qua một phút giới thiệu này nha. Bên em là cửa hàng di động Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và lên phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì quý khách hàng có thể tìm kiếm những cái video, những chương trình bên em bằng cách gõ tên cửa hàng của em nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi cho nhà sản xuất. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy. Bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển nha. Và để tránh những cái trường hợp bom hàng hoặc một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh ấy, thì bên em sẽ nhận cọc trước khi gửi đi xa. Thì nhận cọc thì áp dụng cho những khách hàng mua hàng lần đầu thôi, còn những khách hàng mà mua hàng bên em nhiều lần rồi thì không cần cọc ha. Bên em nhận cọc thì chỉ có 50.000 hoặc 100.000 thôi, và tiền cọc thì em sẽ nhận qua nhiều hình thức khác nhau. Thì nói chung là quý khách hàng có thể chuyển khoản cũng được, gửi bằng thẻ cào về mạng điện thoại cũng được, hoặc là bằng Momo hay là bất kỳ một cái hình thức nào cũng được nha. Dạ rồi, thì cái này em cũng có để trong cái phần mô tả video, quý khách hàng có thể xem lại trong phần mô tả video nha. Bây giờ cũng không làm mất thời gian của mọi người mà sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Một cái dòng sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho tất cả các quý khách hàng đó là hàng Oppo A36. Hàng Oppo A36 bên em đã về rồi, và đợt này thì mức giá nó khá là giảm nha mọi người nha. Đợt trước thì mức giá cũ của nó sẽ là 3.4 triệu, và đợt này thì bên em vẫn đang trong cái chương trình giảm giá khá là ok luôn, khá là thấp. Nó chỉ có 2.9 triệu thôi. Tính ra là nó rơi vào khoảng tầm rẻ hơn 500.000 nha mọi nha. Đây là Oppo A36, nó là máy mới hoàn toàn 100% nha. Ở đây thì em cũng đã có khui ra hai máy trước, và em đã kích hoạt để khi mà em lên video em không làm mất thời gian của mọi người chờ đợi. Em đã khui ra trước rồi và em đã kích hoạt sẵn để mình quay phim cho nó nhanh rồi nha. Đầu tiên bên trong của phụ kiện của nó sẽ gồm có một chiếc ốp lưng. Đầu tiên một chiếc ốp lưng trong này nha mọi người nha. Tiếp đến sẽ là máy nè. Ở bên dưới nó sẽ gồm có một dây cáp sạc và một bộ cốc cáp sạc nha. Đây là tất cả những cái phụ kiện đi theo kèm một con máy. Ở đây thì Oppo A36 nó sẽ có hai mã màu cho mình, đó là mã màu đen cũng như là mã màu xanh. Hai mã màu này thì bên em hiện tại đang giảm là đồng giá luôn, mức giá là 2.900.000 nha mọi người nha, 2.900.000. Màu đen thì nó sẽ là màu đen nhám nè, màu xanh thì nó sẽ là màu xanh đa sắc ấy, nó cũng làm nhám nhám nha. Đấy, đây là hai cái mã màu của Oppo A36. Dòng này cấu hình nó khá là cao, và đặc biệt dòng này nó là máy mới hoàn toàn 100%. Bên em sẽ bảo hành cho quý khách hàng đó là 1 năm nha. Mình sẽ bảo hành đó là 1 năm. Thiết kế con này thiết kế bo tròn khá là đẹp, mình có cảm giác nó không có bị cấn tay nha, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, màu xanh cũng như màu đen nha. Hai mã màu này thì đưa đồng giá bên em đang giảm giá là còn 2.900.000. Dòng này thì cấu hình của nó khá là cao, cấu hình của những con này khá là cao nha. Pin thì pin của nó sẽ được là 5.000, tức là pin theo máy này nó sẽ được là 5.000 nha. Màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.5.6 inch, cái tỷ lệ màn hình này khá là rộng. Và đặc biệt trên cái nền tảng con này thì em đánh giá về cái độ sáng màn hình nó cực kỳ cao, tức là khi mà mình sử dụng ở ngoài trường hợp như là ngoài trời nắng luôn á, mình không có cần phải che hoặc là mình không có bị kiểu như là nó tối màn đâu. Tại vì cái ánh sáng con này như quý khách hàng sẽ thấy em mở cỡ này là nó rất là sáng đúng không ạ? Đấy. Khi mà quay phim thì em mở khoảng tầm mức ở 50 thôi, 50% thôi là được. Đấy. Tên thiết bị của nó sẽ là Oppo A36. Con này thì nó sẽ chạy cho mình đó là Android 11 nha mọi người nha. Nó sử dụng Android 11, RAM thì sẽ là RAM 6GB. Nó vẫn hỗ trợ cái RAM turbo khoảng tầm 5GB RAM, hệ tư tư khoảng tầm RAM 11GB nha. Con chip đặc biệt thì trên con này nó sẽ sử dụng là Snapdragon 680, con chip này cũng khá là mạnh ha. RAM 6 và bộ nhớ sẽ là 128GB. RAM thì RAM 6GB và bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB nha. Còn pin thì pin 5.000, thì những con này nó vẫn có chế độ tiết kiệm pin hay là một số cái chế độ như là tối ưu hóa sạc ban đêm. Nói chung là những cái chế độ đó thì trên cái nền tảng con này nó đều có đủ hết, để nó đều có đủ cho mình hết. Máy là máy mới hoàn toàn 100%. Cam sau nó sẽ gồm có 2 cam và một đèn flash. Nó sẽ có cảm biến ở đây nha. Cảm biến vân tay thì tích hợp vào trong nút nguồn cho mình luôn. Đấy. Như quý khách hàng sẽ thấy camera sau rất là đẹp nha. Đây là cái mức của camera trước. Camera trước con này thì khá là chân thật, nó khá là rõ từng chi tiết luôn. Đấy. Nếu như mình lo ngại về những cái dòng máy cũ đã qua sử dụng hay là những cái dòng máy giá rẻ mà mình sợ nó sẽ có sinh ra lỗi hay gì thì mình sẽ chọn những con máy mới như thế này. Thực chất những con máy mới như thế này thì bên trung tâm cửa hàng bên em á, nó vẫn sẽ rẻ hơn trong những trung tâm siêu thị, lên đó là khoảng tầm 1 đến 1.500.000 đồng. Đấy, nó cũng sẽ rẻ hơn. Nhưng mà tình trạng máy thì sẽ là như nhau, tại vì đây đều là hàng mới cả nha mọi người nha. Và dòng này nó vẫn sử dụng cho mình là 2 sim bình thường nha mọi người nha, nó đều là 2 sim hết. Nó hỗ trợ cho mình là sạc Type-C nè, jack 3.5 vẫn còn, và đó gì là cái loa tai nghe. Đặc biệt là cái loa con này nó khá là to, em quên test cái loa cho quý khách hàng. Cái loa con này nó khá là to nha mọi người nha. Đấy, tức là cái tỷ lệ loa của con này nè, nó khá là to ấy, theo nhận định của em. Đấy. Còn về camera này kia nọ thì em đã thử hết cho quý khách hàng rồi, thì mình có thể là tham khảo thêm ở cấu hình ở bên nền tảng Zalo cũng như Facebook. Bên em cũng đã đăng cái dòng này khá là nhiều nha. Và đặc biệt cái lô A36 này bên em về khá là ít. Ở đây thì thực chất là chưa còn được 10 mấy, không còn đủ 10 mấy. Nếu như mà chia cho những khách hàng mà đã dặn trước thì ở đây em chỉ còn không còn đủ 10 mấy nha mọi người nha. Oppo A36 giảm là chỉ còn có 2.900.000 đồng thôi nha. Và mình sẽ đến tiếp theo với một dòng sản phẩm máy tính bảng giá rẻ. Thì đầu tiên mình sẽ đi từ thấp đến cao. Ở đây thì bên em đã về thêm được cái dòng Mateo Tab 7. Đây là Mateo Tab 7 máy mới hoàn toàn 100%. Dòng này bên em hiện tại bán là chỉ có 600.000 thôi. Mateo Tab 7 thì chỉ có 600.000 thôi. Mà đặc biệt nó là máy mới hoàn toàn nha. Mình sẽ được bảo hành chính hãng lên đó là 1 năm. Đấy. Phụ kiện bên trong thì như Mateo Tab 7 thì em cũng đã giới thiệu cho quý khách hàng khá là nhiều. Phụ kiện của nó là gọi là đầy đủ luôn. Nó sẽ gồm có một cái giấy ủy quyền từ Mateo nè, một cái giấy để đọc sách nè, một chiếc bao da của Mateo tặng nè, đấy, bao da, một chiếc thẻ bảo hành. Dòng này thì nó sẽ được bảo hành 1 năm, và một cái thẻ quẹt của trung tâm Mateo, một quyển sách hướng dẫn, một dây cáp chuyển đổi, một chiếc tai nghe, một dây cáp sạc và một dây cốc sạc nha mọi người nha, một con cốc sạc. Nói chung là về cái combo phụ kiện này thì so với mức giá 600.000 đồng đó, thì cái combo phụ kiện này nó gần như là chiếm hết 50% giá thành rồi. Đấy, combo phụ kiện là đầy đủ, không thiếu bất kỳ một món gì luôn. Và dòng này á, thì nó là máy mới hoàn toàn. Dòng này thì nó cấu hình nó cũng khá là thấp. Nó chỉ có RAM 1GB và bộ nhớ chỉ là 8GB nha mọi người nha. RAM 1GB, bộ nhớ 8GB. Nó sử dụng cho mình là 2 SIM. Đấy, đặc biệt là 2 SIM ở đây nha mọi người nha. Nó sử dụng cho mình là 2 SIM. Jack sạc nè, jack chấm tai nghe 3.5 nè. Đấy. Nó sử dụng là 2 sim luôn nha mọi người nha. Sử dụng 2 sim nghe gọi giống như một chiếc điện thoại luôn. Màn hình thì chỉ có 7 inch thôi. Dòng này thì loa nó khá là nhỏ. Nói chung là để phục vụ giải trí cơ bản thì nó vẫn ok. Nếu như mà mình xem YouTube hoặc là để mình kết nối mình hát karaoke thì nó vẫn ok. Nhưng mà dòng này thì nó hơi chậm, tại vì cấu hình của nó hơi thấp. Nó chỉ có là RAM 1GB thôi. RAM 1GB và bộ nhớ của nó thì chỉ có là 8GB thôi nha mọi người nha. RAM 1GB, bộ nhớ 8GB. Tất cả những cái thông số của nó thì ở trên cái nền tảng, đây cái hộp đó, nó sẽ in hẳn cho mình luôn. Đây, nó sẽ là con RAM 1GB, bộ nhớ 8GB này. Pin của nó sẽ được là 2008, màn hình 7 inch nha mọi người nha. Đây, nó sẽ có một vài cái thông số ở đây gần như là đầy đủ hết nha. Nghe gọi như smartphone, giải trí đa phương tiện, và hệ điều hành Android của nó sẽ là Android 7 nha. Ví dụ như mình để sử dụng YouTube đi, thì nói chung là nó khá là chậm, thì RAM 1GB thì nó khá là chậm. Đấy. Nhưng mà sử dụng để làm chữa cháy thì cũng khá là ok. Ví dụ như là mình thay cho con em mình xem những chiếc điện thoại thì mình xem sử dụng những con này nha. Đấy. Đây là cái mức loa tối đa của nó rồi nha mọi người nha. Mặc dù là nó sử dụng 2 màn loa nhưng mà màn loa này rất là nhỏ. Đấy. Nó sử dụng khá là nhỏ. Nói chung là cho con em của mình xem phim, nghe nhạc, giải trí thì khá là ok. Nói chung là về cái mức ở tạm ổn á. Để chữa cháy thì khá là ok nha mọi người nha. Chỉ có 60.000 mà. Đấy. Mỗi sim nghe gọi như điện thoại luôn. Và lô này bên em về khá là ít. Thực chất ở đây nó chỉ còn được có 7 cây thôi. Còn có 7 cây thôi Mateo nha mọi người nha. Đấy. Con này thì camera này kia nọ chắc mình cũng không cần test đâu, tại vì những cái chức năng đấy thì nó chỉ là tượng trưng thôi. Chứ thật chất là nếu như mà 600.000 mà yêu cầu nó phải mướt mượt mượt, nó ngon quá thì nó lại không đúng lắm. Đấy. Con này thì thực chất nó khá là yếu, nhưng mà khi mà mình mở máy lên mình để khoảng tầm 5-10 phút á, thì mình sử dụng nó vẫn ok. Tại vì khi mà nó load được tất cả các nền tảng ứng dụng rồi á, thì nó vẫn chạy ok. Đấy. Để chữa cháy thì vô tư nha mọi người nha. Mateo Tab 7 ha, với mức giá chỉ có 600.000 thôi nha mọi người nha. Và đặc biệt á, thì cái dòng Mateo Tab 7 đó, thì mình sẽ được bảo hành chính hãng là 1 năm. Tại vì nó là máy chính hãng, máy mới hoàn toàn nha mọi người nha. Và mình sẽ đến với tiếp theo một cái dòng máy nữa. Ở đây thì như cái dòng máy Lenovo Tab 3 8 á, bản loại 1 bên em hàng nguyên zin đẹp 99 và bên em lại có thêm được nữa. Thực chất là cái dòng này bên kho bên em lúc nào cũng có. Từ vào được đầu tháng 3 á, bây giờ là đầu tháng 5 rồi. Khoảng tầm trong 2 tháng đổ lại đây thì hàng này bên em lúc nào cũng có cả nha mọi người nha. Nói chung là lúc nào trong thoải mái, lúc nào cũng có hàng hết. Đây là cái mặt hàng mà bên em mà gọi là mức giá rẻ. Mức giá rẻ mà cấu hình gọi là ok nhất luôn. Con này thì nó vẫn sẽ có hộp nha mọi người nha, nó vẫn sẽ có hộp phụ kiện của nó. Nhưng mà hộp phụ kiện thì cái hộp này nó khá là xấu. Thực chất cái hộp này thì mình không, mình chỉ để đựng con máy thôi. Chứ nó cái hộp này, vỏ này nó khá là xấu nha. Bên trong này nó sẽ gồm có một bộ cốc cáp sạc thôi, ngoài ra thì không có thêm một cái gì cả, chỉ có cốc cáp sạc thôi. Cho nên cái hộp này thì mình cũng giới thiệu sơ thôi. Tại vì có nhiều khách hàng sợ kêu tại sao cái hộp nó cũ như vậy, thì ở đây em báo luôn là cái hộp con này nó khá là cũ. Nhưng máy thì nó sẽ là máy zin đẹp nha. Con này được cái là máy đẹp nè. Con này nếu mà tình trạng đẹp bên ngoài thì mình có thể đánh đồng lên khoảng tầm 98-99% luôn. Phụ kiện thì bên trong hộp nó sẽ gồm có một bộ sạc cáp rồi. Ở đây em có tặng kèm thêm một chiếc ốp lưng nữa nè, một chiếc ốp lưng. Và kể cả cường lực thì bên em cũng đã dán sẵn cho mình luôn. Đấy, cường lực cũng đã dán sẵn rồi nha. Cái dòng này á, thì cấu hình của nó cũng khá là nhanh nhạy. Nhưng mà mỗi tội là bộ nhớ nó khá là thấp. Bộ nhớ của nó chỉ có 16GB thôi. Nhưng mà nếu như mình sử dụng những cái tác vụ cơ bản như là nghe, gọi, xem phim, lướt web, Zalo, Facebook, YouTube thì 16GB nó vẫn hoạt động ok, nó vẫn chạy mượt mà hết. Giống như ở đây trên nền tảng những cái con tích này, trên nền tảng TikTok này, YouTube hay là Facebook, hoặc là những cái nền tảng như là YouTube mà không quảng cáo á, thì bên em vẫn có thể cài sẵn cho mình luôn. Chỉ cần mình yêu cầu thì bên em sẽ cài sẵn hết. Màn hình con này độ rộng sẽ được là 8 inch nha mọi người nha. Chip sẽ là chip Snapdragon 685. RAM được cái là RAM cao nè, RAM 3GB và bộ nhớ của nó chỉ là 16GB thôi. Nó sẽ hỗ trợ cho mình SIM 4G nghe gọi luôn. Pin của nó sẽ được là pin 4250. Đấy. Nói chung lướt TikTok lướt đồ là rất là mượt nha mọi người nha. Sử dụng SIM, khay SIM thì ở đây ha, đây khay SIM mình tháo ra ở đây. Đấy, khay SIM đây nha mọi người nha. Khá là bất tiện khi mình vừa làm một tay thì khó làm. Đấy, khay SIM vào. Đây, mình sẽ thấy ở đây thì mình lướt TikTok nè. Loa thì khá là to nha. Loa con này khá là to nha mọi người nha. Mình sẽ giảm bớt nó xuống. Đấy. Nó sử dụng cho mình là màn loa kép nè. Đấy, 2 màn loa kép nha. Nó vẫn giữ cho mình được cái jack 3.5 và đặc biệt là con này nó sử dụng là sạc micro. Đấy, sử dụng SIM nghe gọi giống như điện thoại luôn, lướt TikTok, Facebook, YouTube hoặc là chơi những cái game trung bình khá đều được nha mọi người nha. Đấy. Đây. Đúng không? Đấy, lướt TikTok rất là mượt nha mọi người nha. Lướt TikTok rồi rất là mượt. Và đặc biệt nữa thì trên nền tảng của này, ví dụ như là mình sử dụng cuộc gọi video call cũng khá là ok. Tại vì cái mức camera của nó cũng gọi là cũng tạm ổn nha mọi người nha. Đấy, camera sau là như thế này. Và đây sẽ là mức của camera trước để mình thực hiện cuộc gọi video call. Đấy. Nói chung là với mức giá bên em đang bán ra con này thì nó chỉ có 1,5 triệu thôi. Đấy, 1.500.000. Mà những cái điểm mạnh của nó như em nhắc lại, đó là đầu tiên thì con này nó là hàng nguyên zin đẹp trước đó đã. Nó sẽ có những cái mặt hàng nhưng mà hàng thay sửa, hàng lên vỏ thì nó sẽ rẻ hơn nha. Đấy, RAM thì RAM 3GB, chip Snapdragon, pin là 4250 và đặc biệt máy mình cứ cho là máy đẹp keng hết. Đấy. Tất cả Lenovo Tab bên em thì nó đều như vậy cả nha mọi người nha. Đấy, tất cả đều như nhau hết. Cường lực, ốp lưng đầy đủ rồi. Với mức giá chỉ có 1.500.000 thôi nha mọi người nha. Lenovo Tab này thì chứ bên em hiện tại bây giờ cũng có số lượng khá là nhiều. Tại vì dòng này nó là cấu hình trung bình. Cái mức giá trung bình nhưng mà cấu hình của nó cũng nằm ở mức tầm khá nha mọi người nha. Đấy, mức giá trung bình thôi. Tại vì chỉ có 1,5 triệu thì nó sẽ phù hợp với tất cả các nguồn thu nhập. Và được ngược lại nữa, thêm một cái điểm mạnh nữa là khi mà mọi người sử dụng để hát karaoke hoặc là wifi thì cái nọ thì nó bắt wifi cực kỳ mạnh nữa nha mọi người nha. Nói chung là để phục vụ giải trí hoặc là sử dụng như một chiếc điện thoại thì con này nó điều cái này đáp ứng được hết. Nó chỉ có là lưu trữ nhiều thì nó không lưu trữ được thôi. Nhưng mà 16GB mình sử dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hay là chơi những cái game trung bình khá là đều có thể chiến được nha mọi người nha. Trừ khi mà mình lưu trữ quá nhiều dữ liệu thì thành ra là nó sẽ không lưu trữ nhiều được. Tại vì bộ nhớ chỉ có 16GB thôi. Nhưng mà máy tính bảng thì đa số mình để phục vụ giải trí cho nên là ít khách hàng mà để lưu trữ nhiều á. Và cũng là một dòng máy tính bảng nữa bên cửa hàng bên em hiện tại đang có, đó là hàng máy tính bảng iPad Air 2. Air 2 thì hiện tại em đang có 2 mã màu, đó là mã màu vàng và mã màu trắng bạc cho mọi người nha. 2 mã màu này bên em thì đều đồng giá tại vì thực chất cái tình trạng nó sẽ là như nhau. Và lô E2 này pin em thấy là nó khá là cao, thực chất là pin mình bao trên 80%, nhưng mà lô này thì em theo nhận định của em thì pin nó cao hơn cái mức mà trung bình bên cửa hàng bên em đưa ra khá là nhiều nha mọi người nha. Đấy. Lô iPad E2 đó, thì một số cấu hình cơ bản của nó như là cái độ rộng màn hình này nó sẽ được là 9.7 inch và nó là màn hình Retina nha mọi người nha. Bản này bên em nó sẽ là bản 32GB Wi-Fi. Mức giá bên em đang bán ra sẽ là 2.600.000 và 2.600.000 á, mình sẽ được tặng kèm đó là một bộ cốc cáp sạc của iPad và kèm theo đó nữa là một chiếc bao da nha. Bao da thì bên em thì quý khách hàng đã biết rồi, đây là bao da xoay, nó kim luôn với giá đỡ máy tính bảng luôn, mình có thể để trực tiếp trên bàn, trên giường hay là một số cái vị trí nào tùy ý để mình xem. Đấy, nó bảo vệ cả mặt trước và mặt sau nha. Đây là bao da iPad bên em. Đấy. Còn ai về cái cấu hình của iPad E2 á, thì coi này nó sẽ là bản 32GB máy quốc tế chuẩn, không dính bất kỳ một cái tài khoản nào luôn nha mọi người nha, đặc biệt không dính bất kỳ một tài khoản nào luôn. Vân tay vân đồ là đầy đủ nha. Đấy. Bản 32GB là những cái con iPad E2 á, thì những cái tác vụ cơ bản như là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hay là những cái nền tảng trên game thì nó đều có thể chiến được nha mọi người nha, đều có thể chiến được hết. Ví dụ như những cái game nặng bây giờ, những cái game mà người ta hay chơi bây giờ, những game bắn súng bắn đồ thì nó chơi ở cái mức cấu hình trung bình là khá là ok luôn, tại vì thực chất con này nó cũng đời khá là cao. Cái bản hệ điều hành iOS của con này hiện tại nó đang cập nhật cho mình nó sẽ được là 15.8 nha mọi người nha, tức là cái hệ điều hành iOS này rất là cao, nó không bị hạn chế những cái ứng dụng đấy như là Facebook này, YouTube nè, TikTok nè, này kia nào, nó đều hoạt động mượt mà hết, nói chung là đều hoạt động mượt mà hết, hoặc là kể cả là chơi game. Và những con này thì thực chất là giải trí thì vô tư, bao luôn cho mọi người giải trí nha mọi người nha. Chúng ta sẽ vào một cái trang chủ đi, tại vì cái này chưa đăng nhập. Đấy. Mọi người thấy khá là mượt nha. Đấy. Trước Zalo, Facebook gì này kia là thoải mái nha. Đấy. Loa thì khá là to ha, loa thì khá là to. Dòng này nó không sử dụng sim thôi, nó sử dụng wifi và những cuộc gọi FaceTime này kia nọ cực kỳ rõ nét ở trên cái nền tảng camera con này. Đây, camera nè. Đấy, camera trước rất là rõ nha mọi người nha. Nói chung là hàng của Apple thì lúc nào nó cũng hơn cả. Đấy, màu bạc cũng như là màu vàng gold thì tình trạng bên ngoài thì mình sẽ đánh đồng cho nó là khoảng tầm 97-98% thôi. Nhưng mà máy thì em sẽ bao cho mình là máy nguyên zin đẹp nha mọi người nha. Máy nguyên zin thôi. Tình trạng bên ngoài thì 97-98% thì mọi người đã biết rồi ha. Nó vẫn sẽ có trầy xước, vẫn sẽ có nhâm một tí, nhưng mà bù lại cái là máy nguyên zin và lô này pin khá là cao nha. Và đặc biệt mức giá mà hiện tại bên em đang bán này chỉ có 2.600.000 thôi, phụ kiện là đầy đủ rồi, bao da cũng như là một bộ sạc cáp. Đợt này thì bên em sẽ tặng cái cốc của iPad nha mọi người nha, cốc zin của iPad luôn cho mình cứ yên tâm mà sử dụng nha. Đấy, đó là hai bản của iPad E2 full tác vụ giải trí nha. Hoặc là quý khách hàng nếu như mình cần một con máy tính bảng cũng là như cỡ này mà nó lại mức cấu hình của nó mạnh hơn, nó cao hơn nữa, thì ở đây chúng ta sẽ có được hàng iPad Pro. Đây là iPad Pro 9.7 bên cửa hàng bên em. Hiện tại iPad Pro 9.7 em vẫn sẽ có hai mã màu, đó là mã màu bạc cũng như là mã màu vàng gold. Và iPad Pro 9.7 bên em thì nó sẽ là cái phiên bản cực kỳ rẻ luôn. Hiện tại bây giờ nếu mà hàng zin đẹp can 99 á, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4.3 triệu đến 4.4 triệu gì đấy. Nhưng cái bản này bên em nó chỉ có 3.300.000 thôi, nó rẻ hơn lên nữa là cả triệu đồng. Và tại sao nó có mức giá rẻ vậy? Tại vì những con này cái màn của nó, tức là công nghệ màn hình Retina nè, nó bị ngã vàng một tí nha mọi người nha. Công nghệ màn hình này nó hơi ngã vàng một tí thôi, nhưng mà mình để là vào cái chế độ màu tối thì mình sẽ không thấy được nha mọi người nha. Mình để chế độ màu tối thì nó là ok luôn. Đấy, nó ok luôn. Bù lại một cái là máy nó sẽ được là máy nguyên zin và tình trạng nó cũng rơi vào khoảng tầm 97-98%. Những con này chơi game chơi đồ là bao mượt mà, hoặc là phục vụ những cái tác vụ giải trí như Zalo, Facebook, YouTube này kia nọ em bao hết. Chơi những cái nền tảng game như là đánh liên quân hay là bắn PUBG hay là chơi Free Fire Mobile hoặc là những cái game đột kích Crossfire Legion thì này kia nọ nó đều chơi được hết nha mọi người nha. Còn về camera thì nó cũng tương đồng với hàng E2, nó rất là rõ. Đấy, camera rất là rõ nha. Đó. iPad Pro nha mọi người nha. Bản này thì bên em nó sẽ là bản Wi-Fi 4G luôn, tức là mình có thể bỏ sim vào mình sử dụng Wi-Fi 4G luôn nha mọi người nha. Đây, nó sẽ sử dụng sim cho mình luôn. Ví dụ như những chỗ mà không có Wi-Fi thì mình có thể bỏ sim vào mình sử dụng 4G nha mọi người nha. Đấy. Dòng này thì nó sẽ kết nối cho mình được cái bao da bằng phím ở đây. Nếu như mình có điều kiện thêm thì mình sẽ kết nối với cái bao da bằng phím để cho nó có thể là kiểu như là nó nó biến thành một cái chiếc laptop mini á mọi người. Đấy. Và nó sử dụng cho mình là 4 màn loa kép luôn. cho mình khá là ok cho cái nền tảng của iPad Pro nha. iPad Pro này thì pin của nó sẽ được là 7.350 và hiện tại cái lô này bên em vẫn sẽ bao pin cho mình là trên 80%. Nói chung là hàng iPhone, iPad bên em đã bán ra là sẽ bao trên 80%. Lô này thì hiện tại ở đây em có khá là ít, thực chất cái lô giá rẻ này em có rất là ít, mình phải chia từ rất là nhiều cửa hàng, từ rất là nhiều kho hàng thì nó mới sẽ có được những cái con máy giá rẻ này, tức là mình lọc trong những cái lô máy đẹp ấy. Thực chất thì nếu như mà mình so sánh nó với một con máy đẹp keng thì nó không có xê xì dịch gì đâu, chỉ có điều là cái màn hình con này nó hơi ngã màu hơn một tí mình so với những cái con máy kia thôi. Nhưng mà khi mình cài cái màn hình tối như thế này thì cái ngã màu đó nó về con số 0 rồi, để nó không còn tác dụng gì nữa đấy. Ở đây thì tất cả những cái dòng iPhone, iPad á, thì bên em bán ra thì bên em sẽ cài cho quý khách hàng một cái ứng dụng để mình về mình tải game hoặc là mình tải những cái ứng dụng cần thiết của mình mà mình không cần tài khoản nha. Đấy. Đặc biệt thì cái ứng dụng á, thì nó tên là Bao Tool, thì ứng dụng này thì như em đã cài sẵn trên một cái con iPad Air 2 như thế này. Ứng dụng này quý khách hàng có máy tính ở nhà mình cũng có thể tự cài được nha. Đấy, đây là ứng dụng mình cài sẵn. Ứng dụng này thì về mình không cần phải đi lắp đặt tài khoản cho nó rườm rà nha mọi người nha. Đấy. iPad Pro nha, với mức giá là 3.300.000 thì nó rẻ hơn những cây đợt vừa rồi lên đó là 300.000. Đợt vừa rồi bên em iPad Pro tới 3.600.000 rồi nha mọi người nha. Đấy, 3.600.000. Và ở đây thì cái lô này thì em chia trực tiếp từ rất là nhiều cửa hàng luôn, em chia trực tiếp từ rất là nhiều kho hàng để mà lọc ra thì nó mới được có một vài cây giá rẻ như thế này thôi. Chỉ có 3.300.000 thôi nha mọi người nha. Hai mã màu, phụ kiện vẫn là một cáp sạc iPad và kèm theo một chiếc bao da nha. Và mình tiếp đến về một cái dòng điện thoại thì ngày hôm nay hàng Oppo Reno 5 bên em lại tiếp tục về thêm nữa nha mọi người nha. Tiếp tục về thêm một lô nữa và lô này nó cũng đặc biệt, nó chỉ có màu đen thôi. Đấy, tiếp tục thêm một lô nữa nha mọi người nha. Đây là Oppo Reno 5 Pro, máy 5G. Đấy, bản đợt trước thì nó sẽ có được như là màu đa sắc cũng như là màu xanh. Còn đợt này thì bên em sẽ không về được những mã màu đó nha, bên em về được toàn màu đen thôi. Hai lô gần đây, tức là cái lô máy này và cái lô cách đây 3 ngày trước thì nó cũng chỉ toàn màu đen thôi mọi người. Và đặc biệt cái lô màu đen này thì nó đẹp hơn những cái lô trước khá là nhiều luôn. Đây, mình sẽ chùi sơ ra, quý cái này sẽ tìm được gần như là nó không có một cái điểm xước nhỏ luôn nha mọi người nha. Gần như là không có một cái điểm xước luôn. Đó. Màn hình đây, mình sẽ thấy được màn hình nè, gần như là không có một cái điểm xước luôn. Em quay phim em hay để một cái bóng đèn ở giữa này nè, để khi mà mình quay mình lấn cái bóng đèn nó đi theo cái màn hình này để cho quý khách hàng dễ xem được coi thử là cái điểm trầy xước của nó nha. Coi này gần như là không có điểm trầy xước luôn. Và đặc biệt cái lô này hiện tại bên em nó mức giá chỉ có 3.400.000 thôi mà mình sẽ được tặng kèm đó là một bộ cốc cáp sạc Super VOC, tức là bộ cốc cáp sạc nhanh 65W nha mọi người nha. Một bộ sạc nhanh 65W và kèm theo đó là một chiếc ốp lưng nha. Dòng này thì nó sử dụng là công nghệ màn hình cong rồi, màn hình cong cực kỳ đẹp luôn. Reno 5 Pro và Reno 6 thì nó sử dụng là màn hình cong rồi nha. Đấy, màn hình cong rất là đẹp nha mọi người nha. Cong là cong tràn viền luôn nha, nó giống như những cái dòng mà cao cấp của Samsung á, mà S20 Plus hay là lên những cái dòng Note 20 Ultra này kia nọ, những dòng màn hình cong đấy khá là đẹp nha. Trên này thiết kế phẳng, nó sẽ in một cái logo của riêng cái dòng của nó ở đây. Đấy, ở đây để sử dụng khay SIM. Và đợt vừa rồi thì bên em bán ra khá là nhiều, có nhiều khách hàng là không có biết là cái con này nó sử dụng 2 SIM mà không biết nhét SIM như thế nào ấy. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn luôn. Khay SIM của nó là nó chỉ có một khay thôi. Khay mặt trước này mình sẽ nhét SIM 1 và mặt sau mình sẽ nhét SIM 2 nha mọi người nha, tức là hai SIM nó nằm ở hai mặt luôn và nó sử dụng chung một khay nha. Đấy, có nhiều khách hàng không có biết thì tưởng là một SIM. Con này sử dụng cho mình là sạc nhanh nè. Đấy, nó có màn loa ghép ở đây. Sạc nhanh là sạc nhanh Type-C và bên em vẫn tặng kèm đó là sạc nhanh rồi nha. Phía sau nó sẽ gồm có 4 camera lận. Cam chính của nó sẽ lên đó là 64 megapixel. Màn hình con này thì công nghệ màn hình là màn hình OLED, nó cảm biến vân tay trong màn hình luôn nha, cảm biến vân tay trong màn hình luôn. Đấy, quý khách hàng sẽ thấy được cấu hình của nó khá là cao, cảm biến vân tay trong màn hình. Bộ xử lý của nó là con chip là Dimensity 1000 Plus nha mọi người nha. Bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB. Tên thiết bị sẽ là Oppo Reno 5 Pro 5G. Đấy, RAM thì sẽ là RAM 8+5 nha. Đấy, RAM 8GB và cây RAM Plus sẽ được cộng 5GB RAM thì tương đương khoảng tầm RAM 13GB. Phiên bản Android sẽ là Android 12 và ở đây nó vẫn sẽ còn một vài bản cập nhật ở đây. Nếu quý khách hàng về thì mình có thể cần thì mình có thể cập nhật lên nha. Đấy, khá là ok luôn. Camera thì 64 megapixel thì chắc mình cũng không cần thiết phải thử đâu, tại vì camera này rất là đẹp rồi ha. Đấy, nó sẽ có góc rộng nè, đấy, góc hẹp nè, zoom lên và đây là mức của camera trước nha mọi người nha. Chụp chân dung, xóa phông, Nói chung là đầy đủ nha, chế độ slow motion, quay chậm, tua nhanh thời gian, nói chung là tất cả cái chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp thì nó đều có hết nha. Quay phim phía sau sẽ có cái chế độ 64p cho mình bật lên để mình quay phim bắt nét cho cực kỳ nhanh nha. Đấy. Với mức giá chỉ có 3.400.000 thôi, kèm theo một chiếc ốp lưng cũng như là một bộ sạc nhanh nha mọi người nha. Pin dòng này thì khá là cao cho nên mình không cần phải lo ha. Màn hình mặc dù là màn hình to, màn hình cong thì cái độ tiêu tốn năng lượng nó sẽ cao hơn. Màn hình của nó sẽ đến 6.5.5 lần, độ phân giải được là Full HD cộng thì cái độ tiêu tốn năng lượng của nó sẽ cao. Nhưng mà bù lại pin con này nó sẽ được là 4.350, tức là pin cũng khá là cao, mình sử dụng thoải mái nha mọi người nha. Đấy. Sử dụng gọi là thoải mái luôn, và đặc biệt cái dòng này theo cảm nhận thì em cảm thấy nó rất là mượt. Đấy. Theo mình có cảm nhận riêng theo bản thân của em thôi thì cảm nhận rất là mượt nha. Đấy, dòng này thì được ba lô, lô này là lô thứ 3 bên em về rồi. Thì sau 3 lô thì bán ra khách hàng cũng khá là đánh giá khá là cao cho cái mặt hàng này nha. 3.400.000 nha mọi người nha. Và sắp tới đây thì bên em sẽ về thêm được cái hàng LG V50s, thì V50s thì nó rơi vào khoảng tầm 2 hoặc 3 ngày nữa thì bên em sẽ về được cái hàng V50s. Thì đều chất cái hàng LG ấy, thì mình về thì lúc nào cũng như vậy cả. LG thì bên em về sẽ thay pin trực tiếp tại cửa hàng của em. Tại vì cái dòng LG mà mình về kiểu như mình về nguyên coi nguyên cây á, LG thì nó là bản hàng mà mình về nguyên cây, mình để pin trong đó thì qua cái hải quan thì nó đánh thuế khá là cao. Cho nên mình về kiểu như là mình về theo máy xác thôi. Mình về đây và mình ráp pin và mình bán thôi. Còn máy thì mình vẫn sẽ được bao là hàng Ken 99 và hàng zin đẹp. Đấy, pin là pin thay mới nha. Thì đó là những cái mặt hàng mà em muốn giới thiệu cho quý khách hàng trong video ngày hôm nay. Quý khách hàng mua hàng cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Để xem và để chọn được những cái mặt hàng khác bên cửa hàng bên em thì mình cũng có thể bấm vào nút đăng ký kênh trên nền tảng YouTube hoặc là bấm vào theo dõi trên nền tảng Facebook. Tại vì hàng ngày vào chương trình hàng ngày thì bên em lên video từ 11 giờ cho đến khoảng tầm 12:30 thì bên em sẽ lên video hàng ngày. Thì trong những cái video đó nó sẽ có những cái mặt hàng khác nhau. Ví dụ như những cái mặt hàng video ngày hôm nay nó sẽ khác những mặt hàng video ngày hôm qua. Thì quý khách hàng có thể là có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé.